Dạ, con chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau nè. Dạ, rau này của ngoại là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Đi hái. Ngoại đi hái hả? Ba chân nè. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 85. 85 rồi, dạ. Cái mâm hả ngoại? Mâm bán rau chú ơi. Ngoại bán rau hả? Rau. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Năm nay được 78 tuổi rồi. 78. Khương Nhật Minh, mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại chợ Cái Sơn. Ở đây thì thuộc ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của chú Long Lê, mà em còn giữ số tiền của chú ấy là 800 ngàn đây, và để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ xin phép là chú Lợi và cô Lộc ở Canada, với số tiền lại còn lại là 1.600.000, em cũng sẽ thay mặt cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi luôn. Thì nếu mà em trao hết tấm lòng của ba cô chú thì em sẽ tới tấm lòng của một nhà hảo tâm tiếp theo, đó là chị Ngọc Hương Phạm có gửi về cho em là 200 đô. Dạ, nhưng mà giờ để em gửi hai quan tấm lòng của ba cô chú trước. Đầu tiên là em sẽ gửi cô chú Long Lê trước, cô chú anh chị ha. Thời điểm em đi đến đây á thì nó cũng tương đối là mưa sáng giờ, chứ hình như bữa nay cũng có bão nữa. À, từ đi đến chợ Cái Sơn này thì nó cũng tương đối khá là nhỏ. Bây giờ thì em tới đây nó cũng đâu đó khoảng gần 8 giờ rồi, không biết còn hoàn cảnh nào nhiều hay không. Dạ, nhưng mà thôi cũng tùy duyên luôn. Dạ, cái đường đi thì nó cũng khá là hư ở cái chỗ đường giữa đó. Bên đây thì dựng bê tông thì đỡ hơn chút. Chị nếu mà có thể nhìn dưới nước thì cũng có thể thấy là những cái hạt mưa ở đây vô những cái thời điểm mà tháng 9, tháng 10 như thế này thì mưa thì nó sẽ cũng nhiều hơn trời nắng. Chợ này chắc có lẽ cũng lớn nè, có điện máy xanh nhưng mà như có vẻ như đã trả nhà rồi. Nên em nghĩ mưa gió như thế này chắc có lẽ là nội ngoại cũng như bà con mua bán nó vất vả hơn nhiều lắm á. Tại mưa từ lúc 7 giờ tới bây giờ mà vẫn còn mưa. Mưa hơi nặng hạt hơn tí rồi cô chú anh chị. À, em tới chỗ này thì gần như là dân mua bán hơi đông hơn rồi nè. Thank you.
Rồi em tới khu vực này thì em thấy là bà con bán quần áo và như là đồ chơi cũng tương đối khá là nhiều rồi. Em tới khu vực chợ rồi mà cũng gì. Mày chậu đeo nhậu hoài vậy? Dạ. Trời ơi. Dạ con chào cô. Em thấy con clip của anh dữ lắm luôn. Em có clip của anh thường luôn á. Cảm ơn chị. Dạ dạ anh clip của anh hay dữ lắm luôn. Dạ cô ơi, dạ. Cô bán gì vậy cô? Dạ, nước cao đó. Nước lan dạ. Mà bữa nay mưa quá trời. Ê. Dạ cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Hôm nay được 70 rồi. 70 nha. Ngoại ơi ngoại có thể mở nón ngoài nói chuyện với con chút xíu nha. Dạ. Dạ. Ngoại đang bán gì vậy ngoại? Bán đột lan. Dạ, đột lan ha. Đột lan. Dạ. Rau này là ngoại hái hay là ngoại mua bán lại? Như có bệnh tiểu đường đó rồi dạ. Cái đi ra với đứa con mua cho 5.000 ăn cái bắt đầu trồng. Dạ. Trồng cái nhiều quá cái ăn không hết. Dạ. Ngồi hàng ngày bác sĩ kêu nó luộc một dĩa đột lan phải ăn. Dạ. Rồi cái uống thuốc rồi ăn đột lan. Dạ. Rau này thích cho đó. Dạ. Mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Có hai chồng. Dạ, ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Ông năm nay ông 72 rồi. Dạ. Vậy là lâu lâu ngoại mới đi bán một lần hả? Từng đi bán một lần. Dạ. Từng mà bữa nay gặp ngay trời mưa bão nữa. Mưa bão nữa. Trời bán. Nước quanh thì dạ. Nó không đó. Em cảm ơn chị. Hả? Ở này, dạ. Này chú ở đâu lận? Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Long ở tại Mỹ. Chú dạ. Ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Long có một phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ, dạ. Ngoại. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Long tặng dạ. Cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Gia cảnh của ngoại cũng khó khăn lắm không ngoại? Nói chung thì cảnh thì nó cũng khó khăn, có thằng trai một mà dạ. Có một con dâu nhỏ cũng được. Dạ. Cũng như là con này thì cũng nhờ rễ. Dạ. Nhờ rễ lâu lâu mới được rễ. Dạ. Ví dụ tháng đứa thì nó có nhiều nó cho ổng 500, dạ. 500 vậy. Dạ. Bình thường mình dạ. Bình thường mà ngoại nếu mà ngoại bán hết cái mâm rau này thì ngoại được khoảng bao nhiêu? Cũng được vài chục ngàn. Dạ ít vậy đấy dạ, hen. Dạ vài dạ, dạ. Chục ngàn chứ không có nhiều. Dạ thì đây là ơi. Tấm lòng của chú Long tặng dạ. Cho ngoại ngày hôm nay. Trời ơi tặng tôi rồi tôi làm sao tôi khó mà dạ. Tôi báo cho chú Long. Dạ bây giờ ngoại nhắn lại vài lời với chú Long là được. Dạ, dạ. Vậy thôi giờ cảm ơn chú Long rất nhiều. Dạ. Chú Long có lòng hảo tâm vậy chúc chú Long là đi gặp nhiều là hoàn cảnh như vậy thì chú Long quá quý rồi cái phước này nó quá là cao. Cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều. Dạ. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú nha. Cảm ơn chú Long là rất nhiều. Cảm ơn chú Long nhiều lắm. Cảm ơn ngoại. Dạ. Con xin phép chào ngoại. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú Long nhiều. Dạ. Tạm biệt ngoại nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Chắc có thể là sáng mai. Dạ. Cảm ơn chị nha, chúc chị với anh sức khỏe. Dạ. Dạ, chỗ này là chỗ ăn uống. Cái đường vô chợ này nó nhỏ nhưng mà được cái chợ này em thấy bán cũng tương đối khá là tấp nập á. Mặc dù là trời mưa mà người bán cũng khá nhiều. Rồi đem đi hướng này chứ không cái. Nó mua qua ăn đó. Dạ, khu vực này thì bà con bán cá này. Thank you.
Dạ, con chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau nè. Dạ, rau này của ngoại là ngoại mua bán lại hay đồ đâu nhà? Đi hái. Ngoại đi hái hả? Ba chân nè. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 85. 85 rồi, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Sức khỏe. Dạ, chúc mừng ngoại. Một ngày mà ngoại hái về ngoại bán thì được bao nhiêu? Bữa 100 bài. Ít gì tới hả ngoại? Mà ngoại bán về ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Không, có mình lên đi sống, mình lên đi hái rau sống rồi. Dạ, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông chết rồi. Dạ, mất rồi ha. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Dạ. Bữa nay á thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, dạ, đó là chú Long ở bên Mỹ. Dạ dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như ngoại. Sống của mình lên chú. Dạ. Một đêm để hái rau ở nhà người ta lấy. Dạ. Chúng đi ra đây chú ở, đậu đây là ngủ. Dạ, thành ra ngày hôm nay chú Long, dạ, có một quần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Trời ơi, cảm ơn chú. Để cho ngoại bớt vất vả hơn trong, dạ, cuộc sống của mình nha. Dạ, dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế cảm nào? Dạ, về mạnh khỏe chút cho mà làm ăn phát đạt. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả hơn, dạ, với tấm lòng chú Long nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe. Ở đâu đó? Dạ, chú Long ở Mỹ tặng cho ngoại. Ừ, trời ơi, cảm ơn. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Có ai đi nữa không? Dạ, dạ không, con đi một mình. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Rồi, em trao hết tấm lòng cho chú Long rồi. Wow, cái này cũng đặc trưng lắm nè cô chú anh chị. À, dạ, dạ, con vô tình đi ngang thôi ngoại. Dạ. Đây một chiếc chẹp đưa sang sông như vậy cũng khá là hay ha. Dạ, em thấy nó chắc chắn hơn chiếc xuồng ba lá ha. Rồi bây giờ em sử dụng tới và 1.6 của chú. Chú Lợi và cô Lộc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 16. Dạ, sẵn đây thì con cũng chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay con cũng xin chú Lợi với cô Lộc là ở bên Canada tặng cho ngoại thêm một phần lì xì nhỏ nhỏ nữa. Dạ, cảm ơn nha. Tôi về cậu cũng không ở với ổng, mà ổng chết rồi con cái cháu tôi cũng có con. Dạ. Ổng chết thì bỏ mình lên, đừng có gạo ăn, đi hái rau bán mình gạo. Bữa nay ngoài nhận được phần quà, ngoài cảm giác như thế nào? Dạ. Ngoài có nhắn gửi gì với ba cô chú không? Dạ. Cầu chúc con khỏe, bằng ăn phát đạt. Cảm phát tài phát lợi. Dạ. Được mạnh khỏe bình yên. Cảm ơn ngoài. Dạ. Ngoài giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn ngoài nhiều lắm. 45 tuổi rồi đó. Dạ. Ở tôi bán lại ai cũng khen tôi hết trơn. Dạ. Giàu, còn cứng khác rồi. Dạ. Dạ. Khỏe là đã hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Ngoài ha. Dạ, con xin phép chào ngoài nha. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? À, bán mắm. Dạ. Cái mua cái cá gì nè, cái của người ta vậy đó. Dạ. Bằng mắm bán lại vậy. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 68 à. 68 ha. Dạ, ngoại cho con xem cá này là cá gì nè ngoại? Cá này là cá chị Vinh. Dạ. Cá chị Vinh nè. Ngoài trộn với muối hộp nha. Trộn với muối này nè, mình mặn rồi cái mình bán luôn vậy. Ê, mình mặn rồi mình muối luôn rồi cái về cái mình để vô keo. Dạ. Rồi cái chừng tháng rưỡi đó mình tính. Dạ. Cỡ 3 tháng rồi. Ngoài đi đâu vậy ngoại? Dạ. Ngoài ngồi vô trong đây đi ngoại. Dạ. Dạ, ngoại nói chuyện với con chút xíu nha. Dạ. Rồi một ngày mà ngoại bán như vậy thì ngoại được khoảng bao nhiêu? Có khi ngày lễ ta mua thì được 300-400. Dạ. Có khi cũng vài chục ngàn vậy đó. Dạ. Không mà, qua ngày được. Mà ngoại bán nhiều, ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Thì thằng trai út thì nó cũng đi làm rồi. Dạ. Tôi với ổng ở nhà sống à. Dạ. Ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Ổng với chú tôi tuổi đó. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt chú Lợi và cô Lộc là hai nhà hảo tâm ở bên Canada. Cô chú ấy thì cũng rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô chú ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha.
thôi. Ưu lấy 100 lấy cái thảo thôi, nhường lại mấy người già hơn đi. Dạ. Tại lấy vì... cái này lấy cái dạ. thảo của cô. Dạ, tại vì con vẫn còn, thành ra ngoại nhận hết cho cô chú vui nha. Dạ. Dạ. Ừ. Bữa nay để mình... nhường lại cho người lớn tuổi tội nghiệp người ta, ta chưa có bằng được. Dạ con còn. Cái này lấy là lấy cái lọc của dạ. mấy cô mấy chú. Dạ. Dạ con còn mẹ nha. Bữa nay mày nhận được phần quà mày cảm giác như thế nào? Dạ. Vậy là cảm giác cũng vui vậy, cũng là có duyên thôi, mà tôi cũng chúc phúc là trong trước là cho mấy cô mấy chú được nhiều sức khỏe và dạ. sức khỏe và có cái đức là hậu, tôi cũng cảm ơn nhiều. Cảm ơn ngoại, dạ. chúc ngoại sẽ bớt vất vả hơn. Dạ. À, giữ gìn sức khỏe với tấm lòng của chú Lợi và cô Lộc dạ. ở Canada. Vậy là cảm dạ. ơn cô chú Lợi và cô dạ, dạ. Lộc rất nhiều. Dạ. Khỏe khoắn để mà ăn có cái chút đức. Cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép chào ngoại. Cảm ơn của ông chú là cũng chúc sức khỏe cho chú rồi và sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Gia đình dạ. hạnh phúc con cháu được vui vẻ. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe nghe. Rồi, xin phép chào ngoại nghe. Dạ, con cảm ơn ngoại nhiều lắm. Tính lấy cái lòng thôi, lại mấy người cao tuổi. Dạ, dạ con còn ngoại ha, cảm ơn tấm lòng ngoại. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Dạ. Dạ, con xin phép nha. Con thấy hình như là ngoại có bưng một cái mâm hả ngoại? Mâm bán rau chú ơi. Ngoại bán rau hả? Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Năm nay được 78 tuổi rồi. 78 dạ. Mà ngoại bán rau là ngoại bán rau gì? Rau lộn xộn, bữa nào cũng bán vài chục ngàn vậy chú dạ. ơi. Là ngoại đi hái hả? Hái vườn ra vườn rồi hay đi chợ bán. Dạ. Còn ngoại đang ở với ai? Ở với thằng con, mà thằng con nó không có đi làm được. Dạ. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông thì cũng không có đi làm được rồi, hái dạ. rau rồi bà bán vậy. Dạ, vậy là ngoại đang tính đi về đó hả? Giặt đồ đi về, bữa nay lễ nè, bán hơi đắt dạ. Cái một bữa bán ế lắm chú ơi. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Lợi và cô Lộc là hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ qua dạ, ở bên Canada. Dạ. Thì cô chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại. Anh đang ngày hôm nay, cô chú ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha, để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình ngoại ha. Dạ, chú cho nhiều quá trời. Dạ. Hai gà thì bữa vài chục ngàn. Dạ, ngoại đếm giùm con xem chú Lợi với cô Lộc tặng ngoại bao nhiêu. Dạ, cảm ơn chú. 400. Dạ. Dạ, bao nhiêu ngoại? 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận ơn, quá trời mừng ơn. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi, chú ơi mừng lắm. Dạ. Nhiều cho nhiều mua gạo ăn. Dạ, dạ đúng rồi. Chú Lợi với cô Lộc cũng muốn hỗ trợ cho ngoại. Mưa này hái đâu có được. Dạ bởi vậy. Mưa gió này hái không được. Dạ. Mà ngày thường á. Dạ. Cô với chú. Dạ. Cũng ăn. Dạ. 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 Rồi chúc ngoại ha sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng cô chú nha. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha ngoại. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú. Con cảm ơn ba ngoại nha. Dạ, con xin phép chào ba ngoại nha. Dạ. Dạ. Dòng sông này tương đối khá là rộng rồi cô chú anh chị ha. Vậy là nội ngoại cũng ít nhiều là người ta cũng đi ghe ra đây để người ta bán. Giờ mưa lớn nữa rồi. Dạ, ba ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con về nha. Dạ, cảm ơn ba ngoại. Dạ. Mưa lớn quá. Dạ.
Dạ, con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Nội bán rau gác ở vườn, mình hái ra mình bán á. Dạ, một ngày mà nội bán rau này nội trừ chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Dạ, có mấy chục ngàn. Ít dữ vậy đó hả nội? Dạ, cũng mà. Mà bữa nay sao nội bán hơi chậm phải không? Ê, chết. Dạ, mưa hả nội? Mưa không ai đi chợ hết trơn á. Dạ, nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 60 rồi. Dạ. Mà nội bán vậy nội có lo cho ai trong gia đình không? Dạ, lo hết trong nhà. Dạ, là nội ở với ai? Ở với cháu ngoại. Dạ, còn ông nội được mấy mươi rồi mà. Ông nội ông đi bán muối rồi. Dạ, bữa nay thì gặp nội là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Lợi và cô Lộc. Dạ. Là hai nhà. Ủa, cái kênh này tâm. Kênh chị. Dạ, là hai nhà hảo tâm ở bên Canada. Dạ. Cô chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay cô chú ấy có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho nội. À vậy thì nói bà ơi, gửi lại cảm ơn mấy cô chú của anh nha. Dạ, hy vọng với tấm lòng cô chú giúp cho nội đỡ vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ, thôi nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ xin phép chú. Cho nội. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai chị. Dạ. Mua bán bây giờ đã khó mà gặp trời mưa càng vất vả hơn nữa cơ mà. Dạ ế quá hai mấy cô. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Dạ ngoại đang bán gì vậy ngoại? Dạ bán tàu hũ ha. Bây giờ một miếng này bán bao nhiêu ngoại? 6 ngàn. Có 6 ngàn thôi. Tàu hũ này ngoại mua bán lại hả? Không có bằng nhà. Dạ, một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Tùy theo. Dạ, bữa nào hên được nhiêu ngoại? Bữa nào hút có thì nhiều lắm. Hút dạ. Là 500 ngàn. Ôi dữ. Dạ, mà cái đó là chưa trừ vốn đó hen. Không, cái lời không. Dạ, cái lời không. Cái lời không, 500 ngàn. Trừ rồi á. Dạ. Còn như mấy ngày thường không có nha. Dạ. Như bữa nay là lỗ rồi. Dạ, con thấy hình như tay ngoại bị gì phải không ngoại? Ừ, dạ. Tay bị mỏng. Ngoại cho con xem cái được không? Dạ. 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 Ủa vậy là mấy cái ngón nó bị rút lên vậy đó hả? Bị rút nè, bị mỏng. Mỏng vậy nè, mỏng nguyên cái bàn tay vậy nè. Dạ. Rồi cái đó lành rồi nó mới rút hai ngón này lên nè. Dạ, dạ con hiểu rồi. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Lợi và cô Lộc là hai nhà hảo tâm ở bên Canada. Cô chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô chú ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Cảm ơn nhà dạ. Tâm. Dạ. Cảm ơn ngoại nhiều dạ. Lắm. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi sẵn đây giúp đỡ ba cô luôn hen. Dạ. Dạ. Chứ để ngồi bốn mà giúp đỡ một thì cũng hơi kỳ. Dạ. Em trao hết tấm lòng của chú Lợi với cô Lộc luôn rồi. Bây giờ em sẽ tới chị Hương Phạm. Quay đi qua ủng hộ cho cây. Dạ, chị Hương Phạm ở tại Mỹ. Gửi về cho em 200 đô. Em đổi hôm bữa với tỷ giá là 2.511.000. Thì 200 đô em được là 5.022.000. Rồi bây giờ em sẽ tới chính hành trao tấm lòng của chị Hương. Này mưa quá gán giúp đỡ bà con luôn cho chú anh chị ha. Dạ rồi. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 63. 63 ha. Cô ơi cô có thể mở nón cô nói chuyện với con chút xíu không? Cô đang bán gì vậy cô? Cô bán rau. Dạ mà cô bán hết chưa? Bán hết rồi cô. Dạ. Hai lọn rau nữa. Dạ. Mà rau này là cô đi hái hay cô mua bán lại? Của nhà chồng. Dạ, một ngày cô bán như thế này thì cô được bao nhiêu? Bán được, có bữa không ngờ, không chừng, bữa 80-90%. Em thôi, bữa nay xuống rồi cô vậy. Hả? Dạ, cô ít vậy đó ha. Dạ. Dạ, bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt cô Hương là một nhà hảo tâm ở Mỹ ha. Dạ. Thì cô ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như cô. Thành ra ngày hôm nay cô Hương có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô để cho cô bớt vất vả hơn trong cuộc rồi, sống của mình nha. Cô cũng cảm ơn nhà tài trợ để giúp đỡ cô. Cảm ơn cô. Chúc cô sẽ bớt vất vả và có bữa cơm ngon miệng cùng với gia đình của mình ha. Dạ, con xin phép chào rồi. Cô nha.
Cô coi chừng mắc mưa nghe. Dạ. Mưa về. Dạ, dạ con chào cô. Cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán bí đó. Dạ. Bán mua bán lại, chứ không dạ. Dịch thì cũng mua, dịch thì để cho đẻ thì bán. Dạ. Chọc cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 83 tuổi. 83 ha. Một ngày mà cô bán cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Không có nhiêu chú ơi, bị gì tháng mưa này nhầm khi được trăm ngoài 200, nhầm khi thì không được, bị dạ. Gì mưa nè. Dạ bữa nay đâu bán được gì đó. Dạ. Có trăm hồng dịch mà bán còn. Dạ. Dạ, vất vả cho cô quá. Quá trời à. Bữa nay con xin dạ đúng rồi. Bữa nay con xin cô Hương là một nhà hảo tâm ở Mỹ để tặng cho cô một phần lì xì nho nhỏ để cho cô bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ, đây là tấm lòng của cô Hương tặng cho cô ngày hôm nay. Cảm ơn mấy cô Hương. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng cô ấy nha. Cảm ơn cô. Dạ, con chào cô. Cô bán gì vậy cô? Cô là mắm chay cô bán với cô hái rau trồng ở nhà, trồng ở vườn ha. Dạ. Cô bán cây gai vậy đó. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Năm nay cô 65. 65 rồi ha. Một ngày mà cô bán cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Đi 70-80 ngàn rồi vậy thì mình á. Dạ, lợi ích như vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Thì cô thì không lo gia đình, cô với Dượng thôi. Dạ. Mấy đứa nhỏ nữa tụi nó lo ơn nó. Dạ, bác trai được mấy mươi rồi cô? Bác trai cũng 65. Dạ. Bữa nay thì con cũng xin cô Hương ở Mỹ luôn ha. Dạ, cô Hương tặng, dạ, tặng cho cô một phần quà luôn ha. Dạ, để cho cô bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Vậy thì cô cũng có đôi lời gửi thăm cô Hương. Dạ. Chúc cô Hương được nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô. Ừ. Chúc cô sẽ bớt vất vả và có bữa cơm ngon miệng cùng với gia đình của mình nha. Vậy con cũng gửi lời cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô. Dạ. Con xin phép chào cô với ngoại nha. Rồi, chào cô Hương. Dạ. Mưa quá bữa nay là thua rồi. Dạ. Mưa này thì chỉ có người bán thôi, bình thường nắng thì người mưa cũng còn có, nhưng mà mưa này thì chịu thua rồi. Mới 8 giờ mấy mà bà con mới nằm dọn rồi. Đây sạp thật sự có 4 sạp thôi. Rồi chắc có lẽ là em sẽ kết thúc video thôi cô chú anh chị. Bây giờ kiếm người bán là không. Ủa sao đi cốt chú là Nhật Thiện qua này. Của em là Khương Nhật Minh. Ừ, mà tôi không đàng hoàng Khương Nhật Minh nè. Cảm ơn chị. Chúc chị gia đình sức khỏe nghe. Rồi cho tiền mấy người già đó, không có quại luôn á. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Cho tiền mấy người già. Dạ. Không. Dạ. Dạ con chào hai cô. Hai cô bán gì vậy hai cô? Dạ. Dạ bán gạo với bán ổi. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 64. Dạ cô được 65 không? 64 ha. Còn cô được bao nhiêu rồi cô? 62 ha. Một ngày mà hai cô bán cái này mà mình trừ chi phí thì mình còn được bao nhiêu? Không biết tại vì bán gạo không biết cái này bao nhiêu rồi bán có nhiêu tiền đâu. Dạ mà sáng giờ hai cô bán được không? Dạ. Bữa nay là coi như thua luôn. Mưa quá trời mưa. Mưa từ hồi 6 giờ mấy, 7 giờ tới bây giờ. Dạ, rồi cô hai cô bán về hay cô có lo cho ai không? Dạ, là cô ở với bác trai ha. Dạ, bác trai được mấy mươi rồi cô? 63. Dạ, còn bác trai của cô? Dạ. Thôi bữa nay gặp hai cô là cái duyên nha.
Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt cô Hương là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ, thì cô ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hai cô. Thêm nữa là ngày hôm nay mà mưa gió như thế này thì chắc chắn là hai cô sẽ bị lỗ rồi. Dạ, thì con cũng hy vọng với tấm lòng cô Hương giúp đỡ cho hai cô bớt được phần nào vất vả trong cuộc sống nha. Dạ, đây là tấm lòng cô Hương ở Mỹ tặng cho cô ngày hôm nay. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô Hương không? Nói với cô Hương là tôi có lòng cảm ơn cô Hương nhiều. Cũng như là số tiền này nó không phải quý báu, cũng như là nhận để cái tấm lòng tốt của cổ vậy. Dạ, đó. Dạ đúng rồi, dạ. Thì chúc cho hai cô ha, sẽ bớt vất vả với tấm lòng của cô Hương. Dạ, thì cô Hương cũng tặng cho cô một phần quà luôn. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô Hương không? Thì tôi nhắn gửi cô Hương là cảm ơn cô Hương nhiều. Dạ. Cô Hương có tâm lòng tốt. Dạ. Cho mấy người nghèo. Dạ. Cảm ơn cô Hương nhiều. Dạ. Hy vọng là với tấm lòng cô Hương ha, cũng giúp cho hai cô đỡ phần nào về cái ngày hôm nay mà mua gió bán không được. Hai cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con xin sức khỏe là sức khỏe nhiều. Cảm ơn hai cô. Dạ, con xin phép chào hai cô nha. Dạ, con về nha. Anh. Dạ. Dạ, em mời chị. Em cũng có tật, có nguyện em đi bán số. Dạ, chị ơi, chị có thể mở nón nói chuyện với em chút xíu nha. Chị năm nay chị được mấy mưa rồi? 49 à. Dạ, và chị bán với số hả? Dạ. Bây giờ một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Có 120 vé. Dạ, chị đang bị bệnh gì trong người? Bệnh tai biến. À, chị bị 7 năm rồi. 7 năm rồi. Bây giờ chị bán. Bà chồng em mất. Dạ, ủa sao anh mất sớm vậy chị? Anh bệnh ung thư. Dạ, và chị bán gì chị có lo cho ai không? Cho thằng con, mà thằng con nó cũng có gia đình nó lo, mình lo cũng không nổi, mình nó đặt chấm. Dạ rồi. Bữa nay thì em sẽ thay mặt chị Hương là một nhà hảo tâm ở Mỹ ha. Dạ. Sẽ tặng cho chị một phần quà để cho chị bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ. Bữa nay em bán ế. Dạ đúng rồi, trời mưa quá mà. Mưa. Dạ. Dạ. Bệnh cũng 7-8 năm nay rồi mà chồng thì mất hồi 50 tuổi mà bây giờ ảnh. Dạ. 3 năm rồi. Mất. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chị Hương. Dạ. Tặng cho chị. Hy vọng là với tấm lòng chị ấy nha. Dạ. Cũng giúp đỡ cho. Dạ. Chị bớt phần nào nha. Dạ. Về cuộc sống của mình ha. Dạ. Chị nhắn gửi gì với chị Hương không? Dạ em cảm ơn nhưng mà cho đỡ em khổ. Cảm ơn chị. Dạ. Chúc chị bán hết sớm về sớm. Dạ. Nha. Dạ. Hồi tâm mưa anh em cũng lội mà. Dạ. Áo mưa đang lội đi. Cảm ơn chị. Nãy giờ vòng vòng đây là bà chị mới nói chứ. Dạ. Vậy là chị bơi bị ở bên tay trái ha. Dạ bên. Dạ. Tay trái. Dạ xin phép chào chị nha. Con. Dạ. Xin phép chào hai cô nha. Dạ. Dạ. Dạ con về đây. Cô bán giấy số hả? Dạ con mời cô. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 58 rồi. Dạ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? À, nói chung là bố hẩm bệnh ấy, cái người ta cắt số và giờ chia ngày bán vài chục năm xác chục. Dạ cô bán gì thì cô có lo cho ai không? Dạ vì gia đình có hai chồng già nhưng mà ông chồng ổng bị bệnh xỉn á. Dạ. Dạ. Dạ, rồi ổng cũng như là ổng không có mặn 3 năm nay à. Dạ. Bữa nay thì gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép là cô Hương là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ. Dạ, dạ, cảm ơn. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chúc cô sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc của mình. Dạ. Với tấm lòng cô Hương nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô Hương nhiều. Dạ. Nha. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ chúc cô bán hết sớm thì sớm nha. Dạ dạ. Dạ xin phép chào cô. Bán nước nha, chủ yếu là người ta bán cà phê theo cô chú anh chị. Rồi chào chị nha. Dạ có duyên gặp lại. Dạ rồi thôi em sẽ tổng hợp lại số tiền của chị Hương nha. Nói chung bà con mưa gió quá thành ra là em xin phép là
chị Hương là hạ độ tuổi xuống và để hỗ trợ cho bà con đỡ hơn. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi. Ba mươi, vậy là em còn 3 triệu. Vậy là em gửi của chị Hương là 2.022.000. Dạ, thì chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Hương, chú Lợi, cô Lộc ở Canada, chị Hương ở Mỹ và chú Long ở Mỹ đã hỗ trợ những phần quà đến với cho bà con khó khăn lớn tuổi ở tại chợ Cái Sơn. Dạ, ở đây chắc huyện Phụng Hiệp quá. Em coi là huyện gì, tỉnh Hậu Giang. Đây chắc... đây. Dạ đúng rồi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chân thành cảm ơn tấm lòng của cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà hảo tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.